Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Nga tuyên bố bất ngờ về thời điểm ấn nút đỏ hạt nhân với Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga không bao giờ muốn một cuộc chiến tranh hạt nhân và cho rằng các cuộc thảo luận về thời điểm nhấn nút đỏ là không phù hợp. Trả lời phỏng vấn Sky News về việc liệu Nga có triển khai vũ khí hạt nhân nếu phương Tây cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga hay không, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết mặc dù sở hữu những vũ khí có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho phương Tây và luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, nhưng Nga không mong muốn sử dụng chúng. Ông Lavrov nói, chúng tôi nói về các ranh giới đỏ, hy vọng rằng các đánh giá, tuyên bố của chúng tôi sẽ được những người thông minh, những người ra quyết định lắng nghe, sẽ không nghiêm túc khi nói rằng nếu ngày mai các vị không làm những gì chúng tôi yêu cầu, chúng tôi sẽ bấm nút đỏ. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh thêm, tôi tin rằng trong tình huống như vậy, những người ra quyết định hiểu những gì chúng tôi đang nói đến, không ai muốn một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ông Lavrov nhấn mạnh, Moscow cũng không muốn xung đột Ukraine leo thang và lôi kéo phương Tây tham gia trực tiếp. Mặt khác, ông cảnh báo, nếu Kiev được phép sử dụng vũ khí tầm xa sâu bên trong lãnh thổ Nga, phương Tây sẽ bị coi là trực tiếp tham chiến chống lại Nga. Đây sẽ là một cuộc chiến trực tiếp của NATO chống lại Nga. NATO đã tiến hành một cuộc chiến chống lại Nga nhưng mượn bàn tay của người Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov nói thêm. Moscow nhiều lần tuyên bố để ngỏ sử dụng mọi biện pháp sẵn có, kể cả năng lực hạt nhân, để đáp trả nếu phương Tây cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Tình hình nguy cấp với Ukraine ở Pokrovka. Theo hướng Kupian, quân đội Nga đang tiến ngày càng xa hơn về phía sông Oskil. Họ sắp chia mặt trận Kupian thành hai phần. Điều này sẽ khiến hậu cần của lực lượng Kiev trở nên khó khăn hơn, đáng kể ở cả hai khu vực. Cùng lúc, lực lượng Moscow bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ ở Nevsky và các ngôi làng xung quanh. Khu vực giữa Makitka và Nevsky được cho là nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Tại New York, lực lượng mặt đất của Nga đã tiến lên vài km về phía bắc và chiếm lĩnh nhiều vị trí, đồng thời họ vẫn đang tiếp tục gây áp lực ở Donetsk. Trên hướng Pokrovka, tình hình cũng đang trở nên ngày càng nguy cấp đối với quân đội Ukraine. Lực lượng Moscow tiếp tục cố gắng vượt qua Seridovo và các hoạt động chuẩn bị pháo binh cũng đã bắt đầu ở Hmeivik. Ý đồ của quân đội Nga là sử dụng hỏa lực ồ ạt để làm mềm chiến trường trước khi bộ binh xung phong. Khu vực ở phía tây Hozhye cũng được cho là đã bị quân đội Nga chiếm giữ và tình hình ở ngôi làng phía nam Maximilianivka đang xấu đi. Đây là ngôi làng cuối cùng án ngữ phía trước Kurakov. Đột phá thần tốc ở Kursk, Torez và Kurakov. Đến cuối tuần thứ 3 của tháng 9, các khu vực quan trọng nhất trên bản đồ mặt trận vẫn là hướng Kursk, Torez và Kurakov. Trong suốt tuần qua, giao tranh tiếp tục diễn ra trên mặt trận Kursk tại các quận Korenevsky, Kluzkovsky, nhưng kém sôi động hơn trước. Lực lượng Kiev đã nhận thức được mối đe dọa rõ ràng đối với mặt trận phía Bắc, vùng kiểm soát của họ, tiếp tục cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ trên giải Vofino New Way. Điều động tiếp viện nhưng họ đã bị chặn đứng. Không thể tiến xa hơn Vesely, quân đội Nga tiếp tục gây áp lực lên quân đội Ukraine tại Suzda. Từ phía đông nam, họ giành lại Bokhi và bắt đầu đột kích Blekhovo. Ở Torez, Ukraine đang sụp đổ ở cả trung tâm thành phố với mũi thọc sâu của Nga phát triển nhanh chóng, cũng như tại tiểu khu Zabaka phía nam, nơi chia cắt các đường hậu cần của quân đội Ukraine. Cùng lúc, một khu trung gian có thể nhìn thấy rõ ràng, lực lượng Moscow bắt đầu đi vòng qua thành phố ở ngoại ô phía tây nam, Lenidovska, nơi quân đội Nga đã đổ bộ thành công và giành được chỗ đứng. Có video xác nhận điều này. Theo hướng Kurakov, Ukraine cuối cùng cũng đã đặt dưới lá cờ của Nga. Từ đó, họ bắt đầu di chuyển theo hai mũi xung kích ở phía nam tới Kodiak và về phía tây đến Tsukurino, cũng như đường cao tốc quan trọng chiến lược. Theo kênh RV Voenkory, xác nhận một bước đột phá mạnh mẽ của lực lượng Moscow hướng về Kurakov, họ chỉ còn cách thành phố 3 km hoàn thành việc đánh bại quân đội Ukraine ở Ostrom và Maximilianivka. Những thành công của Nga cũng được các nhà phân tích quốc phòng Ukraine đã công nhận.
quân đội Nga đã kiểm soát khu vực phía tây nam Krasnogorovka. Họ thực tế đã chiếm được Ocher và đang tấn công Maximilianivka sau khi đã chiếm hơn một nửa ngôi làng. Các đơn vị Nga đã bỏ qua Maximilianivka từ phía bắc, điều này gây ra mối đe dọa về khả năng thất thủ sắp xảy ra đối với lực lượng Kiev. Nhìn chung thì Nga còn cách khoảng 3 km từ phía tây Ostrogo đến ngoại ô Kharkov. Các nguồn tin Ukraine cho biết, mặc dù hiện tại, xét theo bản đồ, có nhiều mối đe dọa hơn đối với vạc dầu nằm ở phía bắc, nơi quân đội Ukraine nắm giữ dựa vào Kharkov và Gorniak, nơi giao tranh đã diễn ra. Phòng tuyến Ukraine vỡ vụn ở Liman. Kênh Reuters cho biết, lực lượng Moscow đã tấn công các mục tiêu của đối phương ở Khmelnytsky, Vinnytsia, Dnipropetrovsk và Kharkov. Các đội hình của Ukraine đã tấn công bán đảo Crimea trong 2 ngày liên tiếp, đồng thời họ cũng tấn công các kho đạn dược của Nga ở Krasnodar và Tver. Theo hướng Liman, Nga giành quyền kiểm soát Levski, tiến về phía tây gần 4 km và phá vỡ hàng phòng thủ của đối phương ở khu vực khe núi Zuzavska. Theo hướng Oleksandro Kalinovo, lực lượng Moscow chiếm giữ Lelepoiska và tiến hành cuộc tấn công vào trung tâm Leolidivska. Ngoài ra, còn có những thành công trên các đường tiếp cận đến khu vực trung tâm đô thị của Dezhestin. Trên khu vực Poprovka, quân đội Nga đã kiểm soát Krutiiza, tiến về phía Krasnija và Mykolaivsky. Ở Donetsk, Nga đã hạ gục Ostrover, tiến về phía trại cải tạo Selidovo, tham gia vào các trận chiến giành quyền kiểm soát nơi này. Trên hướng nam Donetsk, lực lượng Moscow đang tiến về phía tây bắc Ulenda, ở khu vực Brechtivska và Zolotanivska. Theo hướng Vremivska, cấu hình ở khu vực Bakarivska đã được làm rõ, nơi lính công binh Nga đã cho nổ tung một cây cầu ở phía nam lối vào làng. Mệnh lệnh thép của Tổng thống Putin tại mặt trận quốc. Mặc dù nhịp độ phản công theo hướng quốc có giảm nhẹ, nhưng quân đội Nga vẫn tiếp tục chiến dịch, giành lại lãnh thổ bị quân đội Ukraine chiếm giữ theo mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Ông Putin hôm 5 tháng 9 tuyên bố nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương khỏi quốc, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Tại quận Gluskovo, quân đội Ukraine vẫn chưa từ bỏ nỗ lực tiến về trung tâm quận từ làng Novipus và Medvihe, nhưng vẫn như trước không thành công. Các đơn vị công binh Ukraine đã tăng cường nỗ lực chuẩn bị các lối đi qua bãi mìn, có thể là để chuẩn bị cho một đợt xung phong khác. Đồng thời, quân đội Nga không ngừng tập kích hàng loạt vị trí của đối phương trong vùng Sumy và những khu vực bị chiếm giữ tại quốc nhằm làm giảm khả năng chiến đấu của Ukraine. Không quân Nga cũng đang hoạt động hiệu quả, oanh kích nhiều cứ điểm của đối phương ở Olhokha và trong khu rừng gần Kremianoi tại quận Korenovo. Cùng lúc đó, một nỗ lực khác của quân đội Ukraine nhằm phản công quân Nga ở phía tây của Lyubimovka đã bị ngăn chặn. Ở quận Suzha, Nga đang dọn dẹp khu vực phía nam của Kamisevka. Theo đó, một trung đội lính dù từ lữ đoàn 83 trên xe bọc thép đã tiếp cận vị trí của đối phương qua một cánh đồng và chiếm được hai cứ điểm. Tại Novoivanovska, quân đội Ukraine cũng đã triển khai một khẩu lựu pháo M777 của Mỹ nhưng cũng đã bị phá hủy. Ở xứ Nam, có cả cảnh quay kiểm soát mục tiêu cho thấy nhiều vũ khí quân đội Ukraine bị tiêu diệt, bao gồm cả lựu pháo tự hành 2S3 Acacia và video về việc ngăn chặn quá trình sơ tán binh sĩ Ukraine tại khu vực Ruskaya, Konopelka.